Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu tiếp theo của truyện đọc Mùa Hoa Loa Kèn Nở từ tác giả Sài Cây Đảng với chương 10 của truyện. Chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tôi không biết Lý Tam Hỷ cùng chủ nhiệm nói cái gì nữa, là nói về tôi chối bỏ hắn hay sao á. Ngồi đi, đừng đứng, sẽ mệt đó. Chủ nhiệm hòa ái hướng tôi nói. Tôi tùy tiện sờ soạn một chỗ rồi cẩn thận ngồi xuống. Ngày hôm qua Lý Tam Hỷ tìm tôi, có một số việc chắc cậu vẫn chưa rõ. Tôi không tin cậu là người lấy việc bắt nạt người là thú vui. Tôi rất cảm kích đầy bao dung, nhưng lại không bài trừ đây là diều báo trước cơn bão táp. Đầu óc Lý Tam Hỷ cũng rất bình thường, không phải như người tôi nói là bệnh tâm thần, chỉ là hắn có chút cực đoan. Lúc nhỏ hắn trải qua một ít việc không vui, cha ngoại tình, từ bé đều chịu đòn mà lớn lên, trong lòng lại cực kỳ yếu đuối. Hắn bây giờ đầu óc chỉ như là hài tử 9 tuổi, và vì lẽ đó hắn rất dễ dàng mà ỷ lại một người, nhưng hắn lại không biết chừng mực, cũng không thể hiểu thế nào để ở chung với người khác. Và nếu như cậu muốn cùng hắn làm bạn bè, cậu cần phải học cách bao dung. Nếu như cậu chỉ muốn làm tốt chức trách của một người lớp trưởng, tôi cũng sẽ không nói với cậu nhiều điều như thế. Hôm đó chủ nhiệm lớp nói rất nhiều, tôi cũng không biết suy nghĩ hiện giờ ra sao, chỉ thấy trong lòng có một chút chua xót. Sau đó Lý Tam Hỷ đến trước bàn tôi để trêu chọc, tôi cũng không nói gì. Chắc thầy cũng đã nói suy nghĩ của tôi cho hắn. Tôi nghĩ gì ạ? Bây giờ tôi có thể đổi một phương thức khác để cùng hắn giao lưu đi. Ở một khoảng cách gần mà quan sát hắn, tôi mới phát hiện một ít tin đồn dẫn đúng sự thật. Tỉ như việc ăn uống của hắn á, mỗi sáng sớm hắn đều đưa một cái túi lớn thức ăn, sau đó giống như khổng ức kỷ mà mang toàn bộ thức ăn lên bàn, đập ầm sầm, từng cái tạo nên tôi tầng tầng tiếng vang. Cái gì hắn cũng chuẩn bị hai suất. Mỗi sáng sớm hắn chuẩn bị hai túi sữa bò nè, hai quả bưởi lớn, hai lon nước cam vắt, hai cái bánh mì, hai cái bánh rán, hai cái bánh nướng, hai gói bánh mì. Sau đó hắn xếp trên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi, hy vọng tôi có thể cùng ăn với hắn. Như cái thằng ngốc ấy, là muốn tôi chủ động cùng với hắn. Thầy nói thật không sai mà, EQ, chỉ số cảm xúc đang ở nhà trẻ. Thấy tôi không phản ứng gì, hắn đều đem những thứ trên bàn ăn sạch. Và ngày nào cũng thế, nhìn thấy dáng vẻ ăn uống như lan như sói, tôi cứ nghĩ mấy ngày sau chắc chẳng cần ăn, nhưng rồi cứ thế. Hơn nữa trên đường về còn thấy đói bụng, nếu không mang tiền còn đem giấy vụn vào vò, rồi cứ thế mà nhai, có lúc chẳng muốn ném đi vẫn cứ làm như vậy. Có một ngày hắn quay đầu lại nói ra một câu: "Tiểu đệ, tôi thấy cậu xế chiều hôm nay lúc 2:38:29 ở tiết vật lý có hơi sửng sốt, thất thần. Cậu nghĩ gì thế? Có phải tôi lại làm cho cậu khó chịu hay không?" Sau đó rồi tự nhiên gào khóc lên à. Lần này lại đưa tới vô số ánh mắt, trong đó cũng bao gồm Từ Nhiễm Nhiễm. Từ Nhiễm Nhiễm chạm tới ánh mắt của tôi lại vội vã quay đầu lại, trong lòng tôi rất không dễ chịu. Này, nguyên lai Lý Tam Hỷ cũng biết hắn làm cho tôi khó chịu, xem ra hắn có chút lương tâm á. Sau đó Lý Tam Hỷ một bên khóc một bên lại bỏ thêm một câu: "Tôi hồi trước không phải cố ý lánh xa cậu, cậu đừng giận tôi nha." Đoạn thời gian đó Lý Tam Hỷ mê mẩn đọc thơ, thỉnh thoảng cầm lấy cái quạt giấy đi tới đi lui trong lớp mà ngâm tụng, cắt quạt sau lưng, con mắt làm bộ đang nhìn phía trước, thi thoảng còn lén nhìn tôi vài lần nữa, rồi lại say sưa nhắm mắt như là đi tản bộ. Nhưng hắn cũng lặp đi lặp lại có hai câu à, một câu là vật còn người mất, mọi chuyện đã trôi qua, muốn nói mà nước mắt cứ tuôn trào. Một khác câu nữa là đợi đến khi hoa nở rực rỡ, nàng đứng dưới tán cây nở nụ cười. Mỗi buổi tự học, chúng tôi đều không có mở ánh mắt nổi. Lý Tam Hỷ sẽ lớn tiếng mà đọc chậm rãi. Đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng nói của hắn, cứ ngày qua ngày lại thế, ban đầu lớp còn ồn ào. Và mãi đến cuối cùng cũng thành quen, nghe tiếng của hắn mọi người như thường lại tiếp tục ngủ. Đột nhiên có một ngày, Lý Tam Hỷ đáng lẽ phải sớm đến lớp, nay chậm chạp chưa tới. Trong lớp lập tức an tĩnh khiến cho mọi người rùng mình. Có mấy người đã quen việc Lý Tam Hỷ đọc hai câu thơ, không nghe trái lại cũng chả ngủ được. Cách giờ học còn 15 phút, Lý Tam Hỷ rốt cuộc đến cũng có mặt. Hắn như người vừa mới đánh nhau, trên người toàn là bùn đất, đột nhiên trong lớp như bùng nổ màu ào vỗ tay. Và về phần tại sao lại vỗ tay mọi người cũng không biết nữa, cũng chẳng thèm để ý.
Lý Tam Hỷ nghe được tiếng vỗ tay cũng rất dũng cảm và hướng về phía mọi người mà vẫy vẫy tay. Lúc này có một bạn học làm điệu bộ chỉnh tề của Lý Tam Hỷ mà dõng dạc đọc hai câu thơ. Cảnh còn người mất, mọi chuyện đã trôi qua. Muốn nói là lệ đã tuôn trào. Đợi khi núi hoa nở rực rỡ, nàng đứng dưới tán cây nở nụ cười. Không biết là ai hô một câu, Lý Tam Hỷ sướng lên cho mọi người cùng hát đi. Lý Tam Hỷ nghe xong câu nói này nhất thời phấn khởi hẳn lên. Hắn quay đầu nhìn tôi một chút, sau đó cười cười nói với mọi người. Tôi hôm nay sẽ hát cho các cậu nghe một bài tình ca, hát cho người tôi yêu. Nhất thời bắn ra một trận bùng nổ, ủng hộ nhiệt tình. Hầu như mọi người đều biết người hắn yêu là ai. Tôi cũng chẳng có nhiều phản ứng, như mọi người đều lấy tâm trạng và tâm thái hưng phấn đi thưởng thức giọng hát của hắn. Hoa loa kèn đỏ nở hoa nha, màu hồng kiều diễm, dẫn dắt chúng tôi tranh đấu giành thiên hạ. Lý Tam Hỷ hát đến mức động tình, giai điệu cũng bay đi xa, khởi đầu rất an tĩnh, sau đó gần như bùng nổ mà tiếng cười gần như áp đảo, có người cười đến biến dạng luôn cả khuôn mặt nữa. Tôi ngồi tại chỗ nhìn khuôn mặt ẩn ẩn đưa tình của Lý Tam Hỷ. Bài hát tình tứ được hắn mô tả thành dân ca và trong lòng cũng không rõ là tư vị gì nữa. Đánh giang sơn. Câu cuối cùng, Lý Tam Hỷ xuất toàn lực mà hát, tay đưa lên cao, thân thể run rẩy. Chờ hắn hát xong rồi đi xuống, cũng không biết có phải quá kích động hay không nữa. Hắn đụng phải bàn mà ngã, lại không may mà ngã trên chân tôi. Tôi gào lên đau đớn. Tôi có cảm giác có người mang cả quả tạ hướng về tôi mà đập, suýt chút nữa thì gãy xương. Xin lỗi, đau sao? Lý Tam Hỷ đều quên từ dưới đất bò dậy, trực tiếp ngồi dưới đất dùng tay vỗ vỗ chân của tôi, vẻ mặt rất sợ sệt. Lý Tam Hỷ, cậu cho ngải tử hàm đôi dài của cậu đủ săn sóc. Xung quanh vang lên từng trận âm thanh trêu đùa. Lý Tam Hỷ vuốt vuốt đôi chân tôi một tiếng, gần như khóc lên, như là một hài tử bị bắt nạt. Tôi cũng thật sự không nhẫn tâm mà liền ngồi dậy đỡ hắn lên, cũng chả sợ hắn hiểu lầm, coi như một lần ngoại lệ đi. Lý Tam Hỷ ngồi vào chỗ ngồi cũng không ngừng khóc. Hắn cầm cái tờ giấy bên cạnh xé thành hai, một nửa dùng lau nước mắt, nửa kia viết cho tôi vài chữ chuyển lời. Tiểu đệ, bài hát kia là thật tâm, ngồi trên chân cậu không phải cố ý. Tôi ở phía sau cầm tờ giấy kia thật lâu không nói ra lời. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 10 của truyện đọc Hoa Lo Kèn nở rực rỡ từ tác giả Sai Cây Đảng. Và đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương tiếp theo, ở những lần đọc sau.